nên mình sẽ review món đó. Đây mình sẽ review món cà phê. Giờ rồi hả? Đây là cái bãi thuyền kìa. Trời ơi, bãi thuyền này đẹp quá nè Na. Đây có cái cầu để đi ra ngoài xuống cái thuyền. Rồi cái thao khổng lồ. Xin lên đúng không vậy? Ồ, đẹp trai quá ta, tạo dáng liền luôn. Biết hả? Kìa, có bạn kìa, có bạn kìa. Go, có bạn bệnh kìa. Xong rồi ông ơi. Ta chụp xong rồi, ông dê tay luôn rồi. Ông heo không? Ô, có bầy cá. Thôi, để tôi muốn quay. Cái gì? Vô. Kem của Binga thấy dễ thương á. Kem trái cây nè. Nhìn thấy ngon á. Hai bạn này ăn kem bốn mùa. Ngon các bạn ơi. Ngon các bạn ơi. Bốn mùa xuân đâu? Xuân là hồng. Hả? Vàng. Ủa không vàng nhưng đen là màu gì? Đông 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 là trắng kìa. Nó đen là màu thu. Thu hả? Để quên chỗ của em. Ba cây vô hai cây.
Chị ơi, nó đắng như là kiểu nó đắng đắng mà nó lợi lợi như là cà phê giáo nhưng mà uống nó bị say, giống như là cái episode phải không? Cà phê sữa chiều giữa thì cái episode á, em được quá một bài em đã vừa bài ấy ta đã nói đừng theo bài trước bán kìa, bởi vì mình nghĩ cái bài bán nó lâu mà nó bán cho bài nó chưa trước nó bán một cái nó chạy gì luôn, bán chạy gì luôn, bán chạy gì rồi không bán chạy gì luôn. Bây giờ là 12 giờ trưa và có hai bạn đang đứng phơi nắng ngắm biển nha mọi người. Rồi thôi đi vô đi, nắng quá rồi con ơi. Nên nói về biển xanh biết. Ê Thu Ta, coi chừng rớt xuống dưới nha. Đi vô đi con. Ông mẹ là cái gì đó mẹ mà? Đây là một cái phao khổng lồ. Mon. Mon. Đây cứ này. Cái thang nữa mà. Có cái thang xuống nữa nè. Không có cửa sao xuống? Cái này là cái bến tàu. Đưa lên thử được. Ôi ghê. Chưa biết cái công dụng của cái phao này làm gì ha. Này ngồi lên trên đó xong mày cắt xích đi cái nó trôi lên bờ ra ngoài kia. Nào muốn xe sống bông leo nó đứng hồi xe sống chắc rồi đó. Con cái gì ngư dân miền Tây hả? Hai cha con coi đi nước mà. Chắc bự hơn chứ anh. Cái ghe này nhỏ mà. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Thank you.
rồi người ta leo tự dưng ta leo lên luôn kìa cô. Ghê không? Say lắm, cái mốt sợ thuyền lắm, say sống. Con đã lên thủ rồi. Lên nó dập dìu hồi là chóng mặt mất ối luôn. Có điện thoại chưa? Em ơi nhìn nè em ơi. Cái lỗ không biết để làm gì nè mọi người. Cái lỗ nè. Ở dưới là biển luôn á. Đó, biển dưới nè, ghê không? Có mấy cái ghe đánh cá giờ người ta đi vậy ta? Giờ đi chiều khuya tối vô. Ôi trời, giật mình luôn. Trời ơi. Này người cá nè, này là người cá. Dừng mình. Nam ngư. Trời ơi. Ở leo lên cái giật mình luôn á. Vô, vô. Nghe bự nghe luôn. Sao nó nghiêng ghê ha. Cái thuyền nhỏ cắm cái đèn hồi nãy mấy người kia leo lên tụi đâu. Nhà mình uống cà phê xong rồi nha mọi người. Tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người. Ooh.